mẹ con. Phạm Công à, Phạm Công. Dạ. Trời ơi, ở đây mà để mẹ đi tìm à. Dạ. Ăn cơm đi con. Dạ. Thưa mẹ, dạ con. Mẹ ăn cơm đi. Dạ con không có đói. Con. Kìa. Sao vậy con? Ai đánh con vậy con? Dạ thưa mẹ, dạ không ai đánh con hết mẹ à. Vì vì nãy sau giờ tan học con nhớ mẹ quá, rồi con chạy ra rửa rồi con dắp té trúng vào gốc cây này con bể đầu chứ không ai đánh con đâu mẹ à. Mà mẹ coi. Dạ không có ai. Đây nè. Vậy mà không ai đánh con. Mẹ biết, mẹ biết trong lớp của con có nhiều thứ ủy quyền vậy ấy. Thấy mẹ con mình nghèo khổ đói rách lang thang, nói chung mới khinh khi miệt thị, kết bè kết lũ để kiếm chuyện hình phong, nên thẳng tay đánh đập con tôi tàn nhẫn. Con không sao đâu mẹ. Phạm Công, còn chi đau đớn và nhục nhà nào bằng thân phận nghèo hèn cam về tuổi nhục, đi tới xứ người họ cũng ăn hiếp con tôi. Mẹ đừng buồn nữa mẹ. Mẹ thương con, mẹ muốn cho con đeo đuổi việc bút nghiên sách đèn kinh sử. Chứ mẹ con ngồi đâu, người ta chẳng thương tình lại còn đánh đập con tôi vô cùng tàn nhẫn. Mẹ ơi mẹ đừng khóc nữa mẹ, không có ai đánh con đâu. Con nói với mẹ là tại vì con dắp té thôi chứ không ai đánh con đâu mẹ. Mẹ đừng có nghĩ vậy rồi mẹ buồn mẹ. Mẹ ơi, đừng buồn nha mẹ. Phạm Công. Dạ. Con đừng có giấu mẹ nữa mà. Con thà rằng người ta đánh mẹ nè, người ta đánh mẹ mà mẹ ít đau, chớ còn người ta đánh con lòng mẹ đây đau xót vô cùng. Mẹ nuôi con từ nhỏ cho tới lớn, mẹ chưa hề đánh con một lần. Vậy mà ngày nay người ta hành hạ con tôi, máu chảy ruột mềm, mẹ đau đớn lắm con ơi. Mẹ, con người ta giàu thì lúc nào cũng quý, còn con của mẹ nghèo nên họ chi như rác như rơm. Đành chịu nhục con ơi, vì con nghèo khổ nhớ nàng mồ côi. Mẹ, mẹ ơi mẹ đừng khóc nữa mẹ, mẹ đừng buồn nữa mẹ. Mẹ ơi mẹ đừng khóc nữa mà làm cho con đây thêm khổ. Con biết mẹ thương con nhiều lắm, vì công cha như núi Thái Sơn, còn nghĩa mẹ như nước đông nguồn chảy ra. Tình mẹ thương con như biển cả bao la, như trời cao thâm thầm. Còn con vì thương mẹ nên con mới gắng cầm đeo đuổi chuyện bút nghiêng sách đèn kính sự. Nếu một mai trời cao nhỏ bước cho con được bản hộ danh đề, thì ngày ấy con nguyện báo hiếu cho mẫu thân. Vì lẽ đó con chẳng nản gian lao khổ nhọc, dầu gặp như thế nào con đây cũng căng răng cam chịu. Thân con nào xa kể chỉ miễn sao mẹ được vui, là con đây đã mãn nguyện trong lòng. Ngoan lắm.
đừng buồn nữa nha. Con không có sao hết mẹ à. Mẹ ơi, để con lấy cơm cho mẹ ăn nha. Thôi, con ăn đi. Chứ nhịn đói hoài sao con chịu nổi. Con, hồi nãy á, có anh Phạm Bằng kia, anh cho con gói xôi nè, con chưa ăn nữa nè. Bây giờ mẹ ăn đi mẹ. Mẹ ăn cái no đi nha. Để đó cho mẹ. Dạ. Mẹ ăn đi, mẹ ăn cho no đi rồi con sẽ quét trong này nè, cho mẹ nghỉ nữa mà. Mẹ ăn đi nha mẹ. Mẹ ăn đi mẹ. Mẹ, bây giờ mẹ ăn đi nha. Dạ chào tiểu thư. Tiểu thư hôm nay đến trường hơi sớm mà. Dạ phải, vì có chút việc cho nên hôm nay em đến trường hơi sớm. Phạm công, hình như anh đã thức suốt đêm qua đi học bài à? Dạ. Phạm công,
Dạ. Hôm nay em đến trường sớm hơn mọi bữa, với nhà ý là muốn gặp Phạm Công để trao cho anh quyển sách này, gọi là món quà tri ân, để anh được trao đổi mở mang tâm trí, đó là tình nghĩa bạn học chung trường với nhau. Anh hãy nhận đi. Dạ. Dạ kẻ này xin chân thành cảm ơn qua. Cha đã tận tường mọi lẽ, nhưng mà con nên nhớ, con là phận gái khuê môn bất xuất, sao lại dám cãi lời mẹ cha mà tự định đoạt cuộc lương duyên? Con làm vậy là mất mặt cha rồi. Bây giờ con đừng gian sinh gì vô ích, chứ con cãi là cha sẽ tân con. Anh trời ông à, tôi xin ông đừng nóng giận, mà ông nên bình tâm suy nghĩ lại. Ông đừng đánh giá con người ta qua cái vỏ bề ngoài. Tuy bây giờ Phạm Công nó nghèo khổ, nhưng biết đâu sau này nó sẽ được sáng giàu. Nếu cố công dồi mài kinh sự, ngày sau sẽ nên danh phận di động và làm rạng rỡ tâm môn. Ông ơi tại sao ông cứ nở khắc kẻ thank you.
giờ bà lại bỉa mai trách móc tôi nữa rồi. Bộ bà tưởng tôi không biết suy nghĩ sao? Nhưng chuyện hôn nhân là chuyện quan trọng suốt một đời người, phải suy tính cho kỹ càng mới được. Tôi cũng biết ngày xưa tôi cũng là một nho sĩ bần hàn, nhờ cố công ăn học nên mới có được ngày hôm nay. Dạ. Thôi được rồi, bây giờ gia nhân đâu? Dạ. Con hãy qua bên trường Trần Tiên Sinh hỏi thăm mẹ con của cậu học trò nghèo tên là Phạm Công, mời qua đây để ông bàn việc. Dạ. Dạ, con xin đời ơn cha mẹ. À, đứng lên đi con. Ông thấy không? Ông mới chưa dời mẹ con Phạm Công qua là con mắt nó sáng rỡ lên nè. Hổn hết bệnh rồi ông à. Thì nó giống hệt bà như ngày xưa chứ gì. Ông sạch tiền quá. Cúc Hoa, con hãy vào trong ăn nghỉ đi để cha mẹ bàn thêm một số việc. Vào trong nghỉ đi con. Ông ngồi đi ông. À, bà để tôi. Thiệt, bữa nay ông vui tôi mừng muốn chết vậy đó. Thiệt chứ bà tưởng là bà thương con còn tôi thì ghét bỏ nó sao? Tôi biết mà. Ông ơi, ông muốn nướng đi không? Ừ. Ông à, ông nhớ nha, chút nữa. Dạ. Sao? Quan tri phủ, mẹ con của Phạm Công đã đến. À, tới rồi. Được rồi, tôi con mời hai mẹ con vào. Nhớ dạ. Nhưng ông, thấy nó hiền nữa, ông tính luôn nha ông. Được rồi, đây tôi xem rồi tôi sẽ tính. Dạ, mời bà.